Nông nghiệp công nghệ cao được ứng dụng trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi trong vài năm gần đây đã tạo ra những bước khởi đầu tích cực trong lĩnh vực trồng trọt, thể hiện rõ nhất là phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ tưới nhỏ giọt, cũng như áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của cách mạng nông nghiệp 4.0 vào sản xuất. Sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp đã có đầu ra ổn định với giá thành cao. Nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư liên kết với hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nông hộ địa phương để phát triển công nghệ thông minh, mở rộng thị trường, góp phần tạo ra lợi thế mới, thúc đẩy tăng trưởng chung trên địa bàn. Đây là khu nhà màng sản xuất rau hữu cơ rộng 2,5 hectare, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của hợp tác xã rau hữu cơ Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội. Anh Nguyễn Văn Hùng, một thành viên của hợp tác xã cho biết, từ khi sản xuất theo hữu cơ thì mùa nào thức đấy, các sản phẩm của hợp tác xã đều được tiêu thụ hết với giá cao gấp từ 2 đến 3 lần so với phương pháp truyền thống trước kia. Mặc dù sản xuất theo hướng như thế này đòi hỏi phải áp dụng nhiều công đoạn hơn, nhưng hiệu quả sản xuất thì bền vững hơn rất nhiều. Thưa quý vị và bà con, vừa được đi thăm cái khu vườn trồng rau hữu cơ tại xã Tàm Xá, huyện Đông Anh của thành phố Hà Nội. Và bên cạnh tôi đây là anh Nguyễn Văn Hùng, là chủ của cái khu vườn dưa chuột hữu cơ rất là đẹp như thế này. Thưa anh Hùng, anh có thể cho biết rằng là hiện giờ thì đối với cả cái việc mà trồng dưa chuột theo vườn hữu cơ như này mà, thì hàng ngày công việc của anh là gì? Công việc của chúng tôi hàng ngày thì nó cũng nhiều lắm ạ. Thì ví dụ như vườn dưa chuột như thế này thì từ khi làm đất thì phải rổ cỏ bằng tay hết, phải thuê mất nhiều nhân công về rổ cỏ chứ không được dùng thuốc bảo vệ thực vật rổ cỏ, nên là nó tốn khá nhiều nhân công. Rồi đất này sẽ được xay kỹ lên rồi bón phân bò ủ hữu cơ vi sinh chứ không dùng bất cứ một loại thuốc, một loại phân hóa học nào. Dưa này thì hàng ngày ngày nào cũng phải bứt, nên là cái chuyện mà để phun thuốc vào rồi cách ly nó là chuyện không thể được, nên là chúng tôi không phun bất cứ một loại thuốc hóa học nào, đảm bảo dưa chuột này là hái và ăn ngay tại ruộng, không cần phải rửa, không cần phải gọt vỏ gì cả, mà rất giòn và ngọt, được mọi người sử dụng và đánh giá rất cao. Chúng tôi được thấy rằng là trong khu vườn trồng dưa chuột theo hướng hữu cơ như thế này thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều cái giàn tưới, đúng không ạ? Thế cái giàn tưới này ngoài cái việc mà phục vụ tưới nước thì trong nước này thì chúng ta có cho thêm những cái hoạt chất vi sinh hoặc là những cái gì vào không để cho cái cây dưa chuột nó phát triển một cách tốt như này? Trong nước này thì chúng tôi sẽ pha chế phẩm sinh học dẫn và phun trực tiếp lên. Chế phẩm thì gồm có hai loại, một loại là dùng để phân bón, còn một loại dùng để phòng trừ sâu bệnh, để đảm bảo cho cây dưa chuột phát triển tốt mà vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình tưới này thì chúng tôi phải kiểm tra xem đất đạt ẩm như thế nào, tùy vào điều kiện thời tiết thì chúng tôi sẽ tưới làm sao cho nó đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cây nó phát triển. Ví dụ như những hôm trời nồm ẩm trời thì chúng tôi sẽ tưới khoảng độ 4-5 ngày tưới một lần, nhưng mà hôm trời nắng nóng như thế này thì có thể 2 ngày chúng tôi tưới một lần rồi. Khi đi thăm vườn dưa chuột của gia đình nhà anh thì chúng tôi thấy rằng là rất là đẹp, những trái quả rất là đẹp, và rõ ràng là với một cái chế độ chăm sóc như thế này thì rất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi vì nó trồng theo hữu cơ mà, đúng không ạ? Thế thì trong quá trình mà anh thu hoạch như này thì một ngày anh thu hoạch được bao nhiêu kg và giá bán thế nào anh? Một vườn như thế này thì một ngày có thể thu hoạch được khoảng 25 đến 30 kg trong vòng hơn một tháng. Với giá bán thị trường bây giờ thì vào khoảng 20.000 một cân. So sánh với phương pháp truyền thống thì giá bán này sẽ cao hơn nhiều. Vì như ở ngoài thị trường bây giờ dưa chuột người ta trồng ấy thì chỉ khoảng 7 đến 8.000 một cân. Nhưng mà dưa này khoảng 20.000 một cân thì rõ ràng là giá bán đã cao khoảng 3 lần rồi. Mà cái dưa này là khi người ta dân người ta ăn vào thì cảm giác giòn, nó ngọt, nó thơm mà không cần phải cắt vỏ. Đấy là điều chúng tôi luôn đảm bảo cho người tiêu dùng, rất là yên tâm luôn ạ. Kênh phân phối thì giờ chúng tôi thứ nhất là chúng tôi sẽ phân phối tại địa phương cho người dân xung quanh, rồi những khách hàng lẻ ở trong nội thành
và sản phẩm này thì còn được phân phối trên chuỗi cửa hàng của Bác Tôm nữa. Mô hình trồng rau hữu cơ của chúng tôi thì bây giờ là đang triển khai thực hiện với một cái diện tích là 2,4 ha. Thì chúng tôi bây giờ hiện đang trồng rất nhiều các loại rau. Rau và quả thì có dưa lê và dưa ngọt và dưa chuột. Thế còn rau thì các loại rau rau cải rồi rau mùng tơi, rau dền vân vân. Thế thì cho tôi thấy là trong những cái năm trước ấy thì chúng tôi áp dụng trồng rau ấy thì chỉ dùng bằng hóa học và sinh học, nhưng đến nay thì tôi cũng được tham khảo biết là trồng rau hữu cơ này nó có mang lợi ích rất là thiết thực đối với người dân, là bảo vệ được cái sức khỏe, cái thứ hai là môi trường sống cho người cho nhân dân. Chất lượng sản phẩm thì nó rất là có hiệu quả, vì là tôi thấy là cái rau ấy ăn nó rất là đậm và nó có cái giòn, có cái giòn đậm, nó đậm ngọt. Đấy, nó khác hoàn toàn những cái rau kia mà chúng tôi có thể để hàng tuần không có sản. Đấy, quả dưa chuột cũng vậy, mà người dân người ta tự đánh giá chứ chúng tôi cũng không cần phải quảng cáo. Đấy, người dân người ta trong làng người ta mua, người ta cũng đã thấy được cái kết quả của sản phẩm, và kể cả những người ở bên thành phố người ta cũng tự sang đến đây, người ta mua hàng tuần là sang đến đây mua của tôi chứ chủ tịch luôn cái sản phẩm này.